Mến chào quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Yến Nhi Hàng Nhật Bãi. Hôm nay em lấy thêm được một số đồ nghề hàng bãi Nhật, thùng đồ nghề, gấu gỗ, bào gỗ, kiếm gỗ, kéo cắt hàng rào, bonsai, bộ khóa của Nhật, của Mỹ, dao bếp Nhật, tai nghe, vòi nước, ống dòm, bình hoa, đồng hồ. Thì mọi người xem video thấy món nào mà phù hợp với nhu cầu công việc và giá tiền hợp lý thì mọi người gọi trực tiếp qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo. Cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và mọi người nhớ bấm chuông để khi mà em đăng video thì mọi người xem được sớm hơn ạ. Thì nay em lên mã K. K1 là một cái kính lúp ạ. Cái kính lúp này là của Nhật ạ. Có chữ Japan đây. Cái phần tay cầm là mình có thể tháo rời ra như vậy được ạ. Hình thức của cái kính này là bề mặt kính là nó có bị trầy xước ạ. Đây nó có bị trầy xước như vậy. Và kính này là nó có thêm một cái kính ở bên trong, một thêm một cái kính nhỏ bên trong nữa đây ạ. Đây, nhìn rất là rõ luôn. Tuy là nó bị trầy nhưng mà nhìn rất là rõ ạ. Trầy nhẹ thôi ạ. Đây. Và bên đây thì nó có bị cấn một cái viền inox này, nó có bị cấn nhẹ vô một góc xíu này thôi ạ. Về các anh các chú mình làm lại ạ. Em đo cái đường kính của cái kính lúp này là 10 cm ạ. Thì cái kính lúp này là em bán 180k. K1 180. Em qua K2 là đồng hồ cơ ạ. Cái đồng hồ cơ này là hiệu Nicola Valentino ạ. Cái đồng hồ này thì ở đây là nó có ngày và có cái thứ ngoài trước ạ. Thứ là tiếng Nhật và tiếng Anh ạ. Mình có thể chỉnh là về các anh các chú mình chỉnh. Đây, đồng hồ là còn mới luôn, tem mác của nó là còn luôn đây. Đó, Valentino Milano. Và cái máy của nó là máy Nhật ạ. Đây, nó có chữ Japan ở trên cái máy luôn đây ạ. Đây. Rất là đẹp. Thì cái mặt kính của cái đồng hồ này đây là được 39 ạ. Và cái đồng hồ cơ này là em bán K2 là 2.800.000 ạ. Em qua K3. K3 là cái đồng hồ của Palibot ạ. Phía bên trong là nó có thêm 3 cái đồng hồ nhỏ nữa để mình chỉnh ngày tháng nữa ạ. Đồng hồ này cũng rất là đẹp, rất là sang luôn, cũng còn mới luôn. Chưa qua sử dụng ạ. Đây, phía bên trong của nó đây, đó. Không có bị trầy xước gì hết ạ. Thép không rỉ và nó chống nước luôn. Thì em đo cái mặt kính của cái đồng hồ này là được 39 năm ạ. Cũng rất là đẹp, rất là sang. Đồng hồ này là bằng pin ạ. Thì mã K3 này là em bán 980k. Em qua K4. K4 là cũng kiểu đồng hồ của Palibot luôn ạ. Đây, cũng kiểu như cái đồng hồ K3 mà cái màu có vàng ạ, màu vàng lên đây, đó. Hai kiểu như vậy. Em thấy kiểu nào cũng đẹp. Một là màu trắng, hai là màu vàng ạ. Đó. Là cái mặt nó đều bằng nhau là 39 năm. Và em đều bán là 980, K3 là 980 và K4 là cũng 980 ạ. Em qua K5. K5 là cái đồng hồ. Đồng hồ này là của, đây nó có để của New York ạ.
Nó cũng còn mới luôn, chưa sử dụng ạ. Đây, cái mặt phía trong này nó có chữ đây ạ. Đây, nó có chữ New York ở dưới đây ạ. Nó thép là thép không dỉ và nó chống nước ạ. Cũng còn mới luôn, không có bị trầy xước gì hết ạ. Cái kiểu đồng hồ rất là đẹp, rất là sang luôn. Em đo cái mặt kính là được 39 ạ. Đây, cái giày của nó đây, rất là đẹp. K5 này là em bán 800k ạ. Em qua K6. K6 là cái đồng hồ quả quýt. Nó có cái nắp mở trong đây đây. Nó là hiệu Ritten Cola của Paris ạ. Nó có báo thức nữa ạ. Chỉnh báo thức. Đây, cái kim chỉnh báo thức màu đen đây ạ. Chuông của nó thì nhỏ thôi ạ, chứ không có to. Hình thức phía bên ngoài, ngoài sau thì nó có bị trầy xước ạ. Đây, nó có bị trầy xước. Màu vàng cũng rất là sang, rất là đẹp. Thì em đo cái đường kính của cái đồng hồ này đây là được 41 ạ. Thì mã K6 này em bán là 440k. Em qua K7 là đồng hồ quả quýt cơ ạ. Đây, đồng hồ này của Switzerland ạ. Đây, nó đang hoạt động đây ạ. À, các anh chỉnh thì các anh chỉnh ngược chiều kim đồng hồ và mình chỉnh vừa tay thôi ạ. À, mình chỉnh quá là dây cót nó căng quá là nó sẽ bị đứt ạ. À, cái đồng hồ này thì là bằng đồng ạ. À, và em đo cái đường kính của nó đây là được 45. Thì cái K7 này em bán là 550k. Em qua K9 là đồng hồ nữ. Đây, tới 8 tháng 3 rồi các anh các chú mình mua tặng vợ ạ. Đây, cái hiệu này là hiệu Louis ạ. Cũng còn mới luôn, chưa qua sử dụng. Đây, Louis Jordi ạ. Đó, của Nhật. Thép là thép không dỉ và nó cũng chống nước ạ. À, cái đồng hồ này thì em đo cái mặt kính của nó ở đây là được 25 ạ. À, dây đây thì về các anh các chú mua cho chị cô đeo, thì nếu mà có chật, nếu mà có rộng thì mình ra tiệm người ta sẽ tháo nấc ra bớt ạ. À, cái đồng hồ rất là đẹp luôn, rất là sang. Đây, trên đây thì nó cũng có cái hình cái logo hay cái cánh này ạ. À, giống như bên trong cái mặt đây ạ. À, thì cái đồng hồ K9 này là em bán 450k. Em qua K10. K10 cũng là một cái đồng hồ nữ ạ. À, cái đồng hồ này thì cái kiểu cái chốt nó như vậy, thì tay các chị nào nhỏ thì mình ra thợ đồng hồ họ sẽ sửa chốt, họ sẽ dời lên ạ. À, đây, cái này là của Valentino luôn ạ. À, Milanco, cũng còn tem mác luôn, chưa qua sử dụng ở đây ạ. À, hàng Valentino là của Ý ạ. À, cái kiểu này thì đeo lên tay các chị cũng rất là đẹp ạ. À, cái loại này thì mặt nó to. Cái này thì em đo cái mặt kính này qua đây là được 32 ạ. À, thì cái K10 này em bán là 500k. K10 500k. Em qua K11. Đây, K11, cái hiệu của đồng hồ này đây là
Arezzo-Ola ạ. Cái đồng hồ này đây thì ở đây nó màu vàng, thì khi mà các chị muốn đổi kiểu thì mình qua dây bên đây thì nó sẽ có màu bạc và màu vàng ạ. Đó. Xoay dây thì nó sẽ đổi đây, nó đổi nó được hai, như mình đổi được hai màu. Đó. Một màu bạc với màu vàng, một cái là màu vàng không. Thì cái này mặt kính nó nhỏ, nó là giống như nó dạng hình chữ nhật ạ. Thì nó khoảng là 20, gần 20, 19 ạ, 19 năm. Đó. Cái này K11. Cái chốt của nó là chốt như vậy ạ, đó. Về nếu mà mình có rộng thì mình cũng vẫn dời chốt đi được, cũng rất là dễ. K11 là em bán 350. K12 cũng là 350, cũng giống luôn ạ. Đây. Ngoài sau là có hình cô gái đây ạ. Đó. Đó. Em có hai màu cái mặt, một mặt trong là trắng, một mặt trong là vàng ạ. Này em để ngược. Đây, đó. Thì K11 cũng 350 và K12 cũng là 350 ạ. K12 là 350. Giờ em qua K13 ạ. K13 là cái đồng hồ bằng đồng. Phía trong là có hai con chim. Thì con đây nó đang hoạt động đây ạ. Đó. Cũng chỉnh cót ạ, nó mình chỉnh ngược chiều kim đồng hồ và chỉnh vừa tay ạ. Cái đồng hồ lồng chim này thì các anh các chú mình đề co ở trong nhà cũng rất là xinh, hoặc là mình để mình coi giờ đây ạ. Và nó đang chạy đây, hiện giờ ở đây là 3 giờ đây, thì cây kim đây nó chỉ là số 3 đây ạ. Con chim ở dưới đây thì nó lắc lắc, và con trên đây, con ở trên thì nó cũng quay quay đây ạ. Thì cái đồng hồ lồng chim này thì chiều cao của nó là được khoảng 15 ạ. Và cái đường kính nó qua đây là được 9,7 ạ. Thì cái đồng hồ lồng chim K13 này là em bán 1.300.000. Em qua K14 là cái bình hoa ạ. Đây. Cái bình hoa này cũng còn tem mát ở dưới đây đây. Đây, nó hơi bị trầy xước phía dưới đáy đây, do là họ để ở bãi ạ, đó. Và vận chuyển từ bên Nhật về, đó, phía bên trong. Phía bên ngoài đây ạ, nó lấp lánh cái này mình trưng hoa hoặc là mình để ở nhà mình trang trí cũng rất là đẹp ạ. Chiều cao của cái bình này đây là được khoảng 31 ạ. Và đường kính cái miệng qua là 11 ạ. Đây, kiểu dáng của nó như vậy. Đó. Thì cái bình hoa K14 này là em bán 1.300.000 ạ. Em qua K15 là cái đèn pin. Cái đèn pin này đây của Made in Japan. Cái này thì đây nó có chế độ ở đây là 1 đây mà. Em gọi vào tường các anh các chú mình xem ạ. Chế độ 1 đây là sáng, sáng nhất, sáng vừa, sáng mờ đi đây, và nó chớp tắt đây, và nó chớp chớp đó. Nó có 5 chế độ sáng ạ. Và cái này mình có kéo ra đây được, kéo để mình thu nhỏ ánh sáng nó đây ạ. Đây, thu vào đây nó to. Đây kiểu như vậy đây, nó to. Xong rồi em kéo ra thì nó thu gọn ánh sáng lại đây.
Đó, kiểu như vậy, nó có hai chế độ nè, đó thu sáng. Đó, kiểu như vậy. Thì chiều dài của cái đèn pin này đây là được 17 ạ. Đèn pin này rất là gọn luôn và rất là sáng. Thì có luôn cái dây sạc đây. Và một đầu còn lại thì các anh các chú mình gắn vào cái cục sạc điện thoại ạ. Mình sạc điện 220 của mình ạ. Và K15 này là em bán 250k. Em qua K16 là cái ống dòm ạ. Cái ống dòm này của Nikon. Đây. Nikon Sapan ạ, đây. Cái ống dòm này nhìn rất là rõ luôn ạ. Có cái túi để rất là rõ gọn luôn, đó. Cái này mình chỉnh ở đây này, mình chỉnh xa gần ở đây nữa đây ạ. Thì em đo cái chiều ngang qua đây là được 9,7 ạ. Và này em đo từ cái kính đây là được 6,2, rất là gọn. Này em xếp lại và em gấp lại ở trong cái túi như vậy. Đó, các anh các chú mình đi du lịch đem theo cũng rất là gọn. Thì cái K16 này là em bán 450k. Em qua K17 ạ. K17 là cái ống dòm mà cái hiệu của nó đây, hiệu Rai. Đó, cái ống dòm này thì hình thức là nó có bị đây, nó vết trầy nhẹ ở đây thôi ạ. À, màu đen. Đó, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Hình thức là cũng còn rất là mới ạ. À, đó. Kính đây không có bị trầy gì hết ạ. À, giống như cái kia đây, chỉ bị bám bụi thôi. Cái này nhìn là được, nó để ở đây là 12 x 50 ạ. Và mình chỉnh ở đây nữa đây. Đó, mình chỉnh xa gần ở đây. Cái ống dòm này đây thì em đo cái chiều ngang qua đây là được 16 năm. Chiều dài này đây thì được 17 ạ. Và cái mặt kính của cái ống dòm này đây là được 5,8. Cái nhỏ này, mặt kính của cái nhỏ này thì được qua là 3 ạ. Cái ống dòm to này thì em bán 900k. Rất là đẹp luôn. K17 900k. Em qua K18 ạ. K18 là vòi nước ạ. Vòi nước này là 10 mét ạ. Nó dài là 10 mét. Made in Japan. Đây, cái này là inox 304. Có chữ Made in Japan trên đây ạ. Cái dây này thì em đo cái này là đây là được 12,5 ạ. Một cuộn như vậy em bán là K18 300k ạ. Em qua K19 là tai nghe. Thì ở đây em có tai nghe. À, cái màu này là màu đầu đen dây đỏ. Cái này là chui tròn ạ. À, đây cái chui tròn. Cái này thì nó cho mình mấy cái núm để mình thay đổi và cái túi để mình đựng cái tai nghe ạ. À, đây. Cái tai là màu đen và dây là màu đỏ.
của cái này là của Beat ạ. Đó. Thì cái màu này em bán 250. Và đây thì có màu tím đó đây ạ. À. Cũng giống vậy luôn, cũng của Beat. Màu tím cũng 250. Và cái này thì nó có màu đen ạ. À. Đây. Cái đầu đen, dây đen, cái đầu đây thì viền bạc. Cũng còn mới hết ạ. À. Cũng 250 ạ. À. Cái này thì màu đỏ. Màu đỏ. Cũng 250 thì các anh các chú nào thích màu nào thì chụp màn hình lại và gửi qua Zalo cho em ạ. À. Đây màu đỏ. Đây màu đen. Màu tím. Và cái này thì đầu đen dây đỏ ạ, cũng 250 hết. Và em qua K20. K20 là cái bộ đục ạ. Đây. Cái bộ đục này đây ở đây thì nó có cây 5 cây ạ. Cây dẫm vô nhỏ. Cái cây này thì dẫm nhọn ạ. Cái cây này thì dũng to. Cây này thì mũi bằng ạ. Cây này thì mũi xéo. Thì 5 cây này em bán là 80k K20. 80k ạ. Em qua K21. K21 là ở đây em có 3 cây đục. 3 cây đục này to, rất là đẹp luôn. Như cây này thì cái đít nó đây là có xài lướt qua, có xài rồi. Đó. Thì chiều dài của nó ở đây là được 28. Cái bảng sử dụng ở đây qua là được 2,3. Cái đục này đây cũng còn rất là mới luôn. Này. Chiều dài ở đây là được 29 năm. Bản sử dụng qua đây là được 1.4. Cái cây này đây thì chiều dài nó đây là được 23. Và cái bản sử dụng qua đây là được 0.9. Đây, trên cây đục này đây có chữ đây. Đó, cây này cũng có đây ạ. À. Đây có chữ. Thì ba cây đục to này em bán 150k ạ. À. K21 150. Em qua K22 là bộ ly uống trà. Bộ ly uống trà thì ở đây là em có màu xanh dương và màu xanh lá. 10 ly. Đó. Em đo cái ly này thì qua đây đường kính nó qua là 5,5 và chiều cao của nó là 4 ạ. Thì 10 ly này em bán là 250. K22 là 250k. Em qua K23 là một cái bộ vít ạ, dành cho gia đình. Ở đây thì ở ngoài đây nó có để đây. Family là gia đình. Cái bộ này dùng trong gia đình đây, nó có là cây thước. Đó. Đây, có giữ lại luôn. Đó. Thước này là 2 mét. Một cây búa, một đầu đóng, một đầu nhổ đinh. Cây kìm ạ. Ở đây thì có vít cây ngắn, cây dài. Vít bốn cạnh, vít trừ, đó, mũi dẹp, đây, và có thêm một con dao rọc giấy ạ, đây, một bộ này thì em bán là K23 này là 480k,
em qua K24 ạ. K24 là cưa lọng của Ryobi ạ. Mã số của nó là MG300. Đây cây cưa này thì đây nó để đây, Ryobi MG300. Tốc độ xoay của nó là 3200 vòng ạ. Và điện là 110V, công suất là 240W ạ. Và cưa lọng thì em có test rồi ạ. Hoạt động ok ạ. Và đây nó có thêm một cái lưỡi cưa nữa này ạ. K24 này thì em bán là 380k. Giờ em qua K25 là cái bình phun sơn ạ. Cái bình phun sơn này là cái dung tích nó là được 750ml ạ. Của đây có Osaka, Japan. Thì cái bình phun sơn này K25 này là em bán 300k ạ. Em qua K26 là cảo sơn ạ. Cảo sơn này thì các anh các chú mình dùng cho xe máy, xe đạp gì cũng được ạ. Xoay chiều, đảo chiều có hết đây. Hình thức nó như vậy. Nó có tem mát ở đây mà nó bị bong tróc rồi ạ. Thì K26 này em bán là 280k. Em qua K27 là bộ khóa ạ. Đây. Có cái đầu khóa. Có cái đầu đây, khóa vòng và mở đây ạ. Thì cái này nó có là tới 12 cây ạ. Và cái này là của Cobalt ạ, của Mỹ ạ. Thì cái này là nó có từ 8 đến 19 luôn ạ. Đây. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 cây ạ. Còn mới luôn. Thép là thép CRV ạ. À. Thép cao cấp. Thì cái bộ khóa này là em bán 650k ạ. À. K27. Em qua K28 là một cái con dao bao da. Có chữ bắt đây ạ, à, hiệu bắt. Tay cầm là bằng gỗ ạ. Dưa tay ạ. Thép là thép không dĩ. Dao này thì chiều dài của nó ở đây là được 24,8. Và cái phần lưỡi sử dụng ở đây là được 13. Và bản ngang qua là được 2,6 ạ. Và độ dày của nó thì được là 3,7. Dao này thì em bán là 320k ạ. K28 320. Em qua K29 là một cái đồ kẹp càng cua và một cái đồ để khui đồ hộp đây ạ, rồi khui bia ở trên nữa đây. Đó. Ở đây cái tay cầm đây nó có chữ Hồng Kông ạ, của Hồng Kông. Cái này thì của Nhật. Thì một cặp này em bán là 150k, K29. Em qua K30 là cái muỗng múc canh của Đức ạ. Đây nó còn mới luôn ạ. Cái logo hai hình người đây.
cái muỗng múc canh này thì cái chiều dài của nó đây là được 24, chiều ngang qua đây là được 7 ạ. K30 này thì em bán 100k một cái ạ. 100k một cái muỗng múc canh. Em qua K31 là muỗng ăn cơm, cũng kiểu dáng giống như cái muỗng múc canh luôn ạ. Đây, mà nó nhỏ, cũng của Đức luôn, có cái logo hai hình người đây ạ, của Zia Willing Henkel. Thì cái này chiều dài nó qua là được 16 năm, chiều dài là được 16 năm, chiều ngang qua là được 4,2. Thì em bán muỗng này là 40k một cái ạ, 40k một cái K31. Và em qua cái bào cũ ạ, đây cái lưỡi rất là sắc bén luôn, cũng của Đức ạ. Thì cái bào cũ này cái chiều dài của nó ở đây là được 15, cái phần lưỡi bào qua đây là được 5 ạ. Thì K32 này em bán là 80k. Em qua K33 là kìm đa năng. Kìm đa năng này thì ở ngoài sau đây là nó có vít nữa ạ. Đây nó có vít nữa, của gạt bơ ạ. Thép là thép không dỉ. Thì ở đây là nó có cây kìm, bên đây lưỡi cưa và cái đầu khui và đầu lục giác, đầu bốn cạnh. Và phía bên đây thì nó có dao, nó có đồ dũa và nó có cái đầu này nữa, để cái đầu này, cái góc, cái đầu vuông này là để mình lắp cái này vào và mình nối thêm mấy cái đầu này vào ạ. Để mình nối mấy cái đầu vít vào. Đó, cái này thì mình gấp gọn mình bỏ vô cốp xe mình ạ. Nó rất là gọn luôn. Thì em đo cái chiều dài gấp gọn của cái kìm này đây là được 10.3 ạ. K33 này là em bán 220k. Em qua K34 là bấm móng ạ. Bấm móng này là nó có hai cái, là một bấm móng to cho người lớn và một bấm nhỏ cho bé ạ. Đây đều là bấm ngang hết ạ. Và có thêm một cây dũa ạ. Đây, mình bấm xong rồi mình dũa lại cho nó đỡ sắc cái ngón tay mình. Thì cái bấm móng người lớn này thì chiều dài nó là được 9 ạ. Cái bấm móng bé này thì chiều dài nó là được 7.5 ạ. K34 này thì em bán là 180k. Em qua đầu bắn ton ạ, của đề quát của Mỹ ạ. Đây, hiệu đề quát đây. Thì cái này nó để là 5/16. Cái lực nam châm của nó hút rất là mạnh luôn. Thì ở đây em bán một đầu này là 15k một đầu này ạ. Đó, các anh các chú muốn lấy mấy đầu thì nhắn em ạ. Mã K35. Mã K35 là đầu bắn ton 15k một đầu ạ. Em qua K36 là đầu hoa thị có lỗ ạ. Đây, cái đầu hoa thị có lỗ. Thì ở đây nó có size là từ 10, 8, 10, 25 và 27 ạ. Đây, 8, 10, 25, 27. Đây nó có chữ Made in Japan đây ạ. Đó, hoa thị lỗ. Thì em bán một bộ 4 cây này. Một bộ 4 cây này là 80k. 80k một bộ này, gồm 4 cây, là size từ
8, 10, 25 và 27 nha. K36. Em qua K37 là dao gấp ạ. Thép là thép không dĩ Taletel Japan. Kiểu dáng là hình con cá ạ, rất là độc lạ luôn. Cái phần lưỡi dao ở đây là được 8,3. Nó làm cái này là giống như cái vây của con cá ạ. Cái này khi mà các anh các chú mình gấp lại mình bóp ở đây ạ. Bóp lại và gấp xuống. Bóp mạnh xuống ạ, đè mạnh tay xuống. Thì chiều dài ở đây là được 12 ạ. Kiểu dáng như là con cá ạ. Thì K37 này em bán là 250k. Em qua K38 ạ. K38 cũng là của Nhật luôn ạ. Taletel thép không dĩ Japan ạ. Cái phần này nhựa của cái phần này thì nó có bị trầy xước ạ. Nó có bị trầy xước nhẹ ạ. Thì cái phần lưỡi của con dao này đây là được 10 ạ. Đây kiểu dáng cái phần lưỡi nó làm cũng rất là độc ạ. Đây kiểu rất là độc lạ luôn. Cái này bấm ở đây mà nó hơi cứng tay ạ. Em đo cái phần gấp gọn ở đây là được hơn 12 ạ. Đây nó có cái này bấm xuống ạ. Cái này nó hơi chặt, em bấm nó hơi khó ạ. Các anh các chú thì làm rất là dễ dàng ạ. Thì K38 này em bán là 250k. Em qua K39 ạ. K39 cũng là một cái con dao gấp. Ở đây thì nó có cái đồ này để các anh các chú mình móc khóa được luôn ạ. Cái này là đồ khui rượu, một cái đồ khui bia. Cái này thì em không biết nó là kiểu, cái kiểu nó làm như vậy không biết sử dụng vào việc gì. Đây một con dao, một cái đồ khui, thép là thép không dĩ. Nó có chữ Talet đây ạ. À. Và cái phần này là bằng gỗ ạ. À. Chiều dài là được 9.3 ạ. À. Mình gấp gọn lại. K39 này là em bán 100k. Em qua K40. K40 là một cái con dao mà để các anh các chú mình sưu tầm ạ. Nó là dạng cặp đao ạ, nó làm đao đó. Hàng sưu tầm, nhưng mà cái thép là thép không dĩ. Mình mài đi là cũng rất là bén ạ. Đó. Đó, một cặp đao to đao bé. Chiều dài tổng thể của cây này đây là được gần 15. Cây bé này đây là được 9. Hàng mình sưu tầm chơi ạ. Cái bào già nó có cái chốt ở đây nữa nè. Thì K40 này em bán 250k. Em qua K41 là dao cạo ạ. Một cái con dao cạo mà người ta rèn thủ công, dao cạo râu. Người ta rèn thủ công và thép là thép giấy xanh ạ. Và chữ đây, một con dao nhỏ mà họ rất là tỉ mỉ luôn. Họ khắc rất là nhiều chữ ở trên đây luôn ạ. Và cái tay cầm thì bằng gỗ và họ quấn thêm cái dây ở đây ạ.
Dao này thì cái chiều dài tổng thể ở đây là được 14,8 ạ. Và cái phần lưỡi ở đây là được 4,8. Dao này thì các anh các chú về mình mài bén lại, mình dùng làm dao ghép cành cũng được ạ. Đó, kiểu dáng nó như vậy. Kiểu rất là độc lạ luôn. Thì K41 này em bán 180k. Em qua K42 là một cái con dao gấp ạ, AK47 ạ. Nó có cái chốt ở đây. Đó. Em bấm vào đây, em bật lên, thép là thép không rỉ ạ. Phần lưỡi dao đây không có mẻ dập gì hết. Thì phần lưỡi ở đây là được 14,5 ạ. Nó có cái chốt đè xuống ạ, rất là an toàn. Và phần dao mà em gấp gọn ở đây là được 18,8. 18 ạ. Dài là 18. K47, K42 này là em bán 260k. Em qua K43 là cây thước Tajina ạ. Cây thước này là còn mới luôn, nó còn ở trong cái hộp. Đây, nó còn ở trong cái hộp như vậy. Này nó bị bung ra ạ. Nó dài ở đây là được 498 mm ạ. Và nó để cái góc ở đây là 370. Hình thức của nó đây là nó còn mới luôn, nó còn trong hộp chưa sử dụng ạ. K43 này thì em bán là 400k. K44. K44 là kéo cắt cành. Đây, cái phần tay cầm thì họ bọc bọc nhựa. Đó, cái phần này cũng bọc nhựa, nhựa cao cấp ạ. Và cái phần lưỡi kéo đây rất là dài luôn. Thì chiều dài của cây kéo này đây là được 62 cm ạ. À. Và cái phần lưỡi ở đây là được 23. Thì K44 này em bán là 180k ạ. À. Em qua K45 là một cái cảo. Cái cảo này kiểu nó rất là độc lạ luôn, của Đức ạ. À. Nó có 3 chân. Đây, nó có chữ Germany ở đây ạ. À. Đây, nó có chữ đây. Cái hiệu của nó là Cuckoo ạ. Đây, nó có chữ Cuckoo. Và đây, nó có chữ Made in Germany ở đây ạ. À. Đây, có chữ ở đây, Germany. Kiểu nó rất là lạ luôn. Ba chân thì nó rất là chắc chắn ạ. À. Cái chiều dài đây của nó là khoảng 9 nè. À. Và cái phần chân này nó cao đây là được 11. Kiểu dáng nó như vậy. Đó, các anh các chú mình để trên bàn làm việc. Thì K45 này là em bán 380k. Em qua K46 là kéo cắt cành nè. À. Đây, cây kéo này là để các anh các chú mình cắt cành ạ. À. Nó rất là dày luôn. Cắt những cái cành to. Tay cầm là bằng gỗ, gỗ cũng rất là đẹp luôn. Đây, cái màu gỗ rất là đẹp. Đây, đây nó có ký hiệu số 3 ở đây và bên đây cũng có đây ạ. À. Và đây thì nó khắc chữ. Khắc chữ rất là đẹp luôn.
Phần lưỡi đây không có mẻ dập gì hết ạ. Chiều dài của cây này đây là được 64 ạ. Cái phần lưỡi để cắt cành. Phần lưỡi để cắt cành là khoảng 8.5. Thì K46 em bán là 320k. Em qua K47 là kéo cắt hàng rào bonsai. Cái phần tay cầm gỗ đây cũng rất là đẹp. Đây. Và tem mát là còn luôn đây ạ. À. Nó có cái miếng bọc lưỡi này nữa. Và phần lưỡi đây, đó, cái ram màu đen là còn màu zin luôn. Phần lưỡi là không có mẻ dập gì hết ạ. À. Đó. Và chữ đây, chữ khắc trên đây rất là nhiều luôn. Bên đây, mặt bên đây cũng có chữ. Và ở bên đây cũng có chữ ạ. Thì cây kéo này em đo chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 69 ạ. Phần lưỡi ở đây là được 15. Thì cây K47 này em bán là 280k. Em qua K48 là một cây kéo cắt cành phân búa. Đây, dạng phân búa. Và chữ của nó khắc ở trên lưỡi đây rất là đẹp luôn. Tay cầm bằng gỗ, cái màu gỗ cũng còn rất là đẹp. Tem mát là còn đầy đủ luôn ạ. Chỉ bị bong tróc thôi. Lưỡi đây, lưỡi là không có mẻ dập gì hết. Chiều dài ở đây là được 69 ạ. Và phần lưỡi ở đây là được 17.3. K48 này em bán là 300k. K49 là cây cuốc ạ. Cây cuốc này cũng còn rất là mới luôn. Tem mát là nó còn đầy đủ luôn đây. Nó rất là dài. Cái phần tay cầm cuốc nó rất là dài luôn. Nó dài là được 60 luôn ạ. Và cái phần lưỡi cuốc đây. Đây. À, cái phần này thì nó dài đây là được 12 năm. Và cái phần lưỡi mà em đo qua đây là được khoảng 6.7 ạ. Thì K49 này em bán 200k. Em qua K50. K50 là cuốc hai đầu, một đầu nhọn. Đây, một đầu nhọn và một đầu bằng như vậy. Đó, tay cầm màu gỗ cũng còn rất là đẹp luôn. Tem mát của nó đây. Thì chiều dài tổng thể của cái này đây là được 20. Cái phần lưỡi cuốc ở đây là được cái phần lưỡi cuốc ở đây là 5 ạ. Cuốc này thì cái phần tay cầm ở đây là được 38 năm. Thì K50 này em bán là 150k ạ. Em qua K51. K51 là cái máy mài khuôn. Máy mài khuôn. Điện là điện 100 110V, công suất là 90W ạ. Này, cái đầu là đầu 3 ly ạ. Và cái này đây, cái nút on off của nó đây. Có cái đồ treo, khi các anh mình sử dụng xong mình treo lên. Và nó có cái điều chỉnh đây từ 1 tới 6 ạ. Đây, từ 1 tới 6. Cái hàng này thì cái máy này em test là cũng hoạt động ok rồi ạ. Đây, dây của nó cũng còn rất là mới. Hình thức là cái máy này là còn mới ạ. Đó. Có cái nút ấn để mình cho cái đầu vào ạ. Thì cái máy mài khuôn này em bán là 450k. K51. Em qua K52 là cây kiếm gỗ ạ. Cái phần tay cầm là đây, bọc vải đây. Đó, kiểu dáng của nó đây rất là đẹp. Và trên cái cây kiếm gỗ là có hình con rồng đây ạ. K52
cây kiếm gỗ này là nó dài được 1 mét ạ. Đó, các anh mình sưu tầm, mình trưng bày cây này rất là đẹp luôn. Cây K52 này thì em bán là 980k. Đây ạ. Em qua K53. Cũng là một cây kiếm trưng bày ạ. Kiếm này là tháo rồi ra đây dày được. Đây đó, cái phần tay cầm của nó đây. Đây cũng hình con rồng đây ạ. Phía trong đây đó. Cái vỏ của nó đây. Và cái lưỡi là lưỡi bằng mon ạ. Đây, lưỡi bằng mon. Cái này khi mà em gửi cho các anh thì em sẽ lắp chặt vào. Đây, cái phần này là bằng đồng đây ạ. Cái này bằng đồng. Em đo chiều dài của cái này thì đây là được chiều dài tổng thể của nó ở đây là được khoảng 66,5 ạ. Phần lưỡi kiếm ở đây thì được là 46 ạ. Hàng các anh sưu tầm trưng bày. Có cái vỏ luôn. Thì cái mã K53 này là em bán 1,8 triệu ạ. Em qua K54 là đồ đo áp suất lớp xe, bánh xe. Đây. Cái này trên đây nó có cái số như vậy. Đó, cái số trên cái cây này đây ạ. Chiều dài này của nó thì được là 25. K54 này em bán là 100k ạ. K55 là đo áp suất lớp xe luôn ạ. Cái này thì nó để ở đây là từ 0 đến 60 đây ạ. Đó, có cái đồng hồ. Hình thức của nó đây. Thì cái này K55 này em bán là 100k. Em qua K56 là cái mỏ lết ạ. Cái mỏ lết của pha cơm ạ. Đó, có chữ pha cơm. Cái này thì cái hàm mở rộng ra đây là được 3,2 ạ. Chiều dài của nó ở đây là được 16. K56 này em bán là 180k. Em qua K57 là cái bộ khóa à. Bộ khóa này đây thép, cũng là thép CRV, thép cao cấp ạ. Và ở đây thì một đầu mở đây, một đầu mở khóa và một đầu tiếp ạ. Đó. Thì cái này ở đây em có là 13 14 12 8, 10 ạ. 8, 10, 12, 13, 14 thì có 5 cây. 5 cây này em bán 300 ngàn ạ. Một đầu mở và một đầu tiếp. K57 300k. K58 là cây kéo ạ. Kéo này đây, nó có cái chốt ở đây ạ. Kéo này là của Kamaki Made in Japan ạ. Lưỡi kéo không có mẻ dập gì hết ạ. Cái phần lưỡi kéo sử dụng ở đây là được 13,5. K58 này em bán là 150k.
em qua K59 là mũi đục nhọn. Cái mũi đục nhọn này gắn dưới máy hoặc là các anh các chú mình đục tay ạ. Đây, cái hiệu của nó là Mokuba Made in Japan ạ. Còn mới luôn, nó còn ở trong cái hộp như vậy luôn. Đây, Mokuba Japan ạ. Cái này để em mở ra em đo cái đầu để các anh các chú mình có thể lắp vào máy ạ. Cái này là nó dài được 300 mm ạ. Cái đầu này đây em đo qua là được 12 chín ạ, 12 chín. K59 này là em bán 150k. Em qua K60. K60 là một cái cây vừa là đầu đóng đây, vừa là đầu đóng, vừa là một cây cuốc và có một cái móc nữa ạ. Cái này là mình đem theo đi phượt cũng rất là ok ạ. Đây, còn rất là mới luôn. Thì chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 29 năm. Chiều ngang cái đầu này qua đây là được 11 ạ. Thì cây này em bán là 180k. Em qua K61 là cây kìm bấm ạ. Đây, cái miệng của nó đây không có bị mẻ dập gì hết ạ. Nó có cái logo hai cái bắt tay đây ạ. Có chữ ở dưới đây này, view ở đây. Đây ạ, in view ở đây ạ. Win. Chiều dài là được 22 ạ. K61 này em bán là 260k. Em qua K62 là kéo bếp ạ. Kéo bếp này là của Đức. Đây. Đây nó có cái logo hai hình người đây ạ. Chiều dài của kéo này đây là được 20. Phần lưỡi sử dụng ở đây là được phần lưỡi sử dụng ở đây là 5,8. Kéo bếp này mình cắt đồ ăn thì rất là sạch luôn, rất là bén ạ. Còn mới luôn. Của Zia Henkel ạ. K62 này em bán 340. K63. K63 là này, cây xịt hơi đây ạ. Của Tetco. Made in Japan ạ. Em test rồi. Ok ạ, à, hoạt động ok. Thì cái cây xịt hơi này em bán là 300k ạ. Em qua K64 là bộ vít đóng.
Đây, cái bộ bích đóng mà thì ở đây nó có cái đầu đây, đầu dấu trừ, đầu bốn cạnh, rồi cái này nó có dấu trừ bốn cạnh ở đây ạ. À, có thêm cái này dài, cái này ngắn ạ. À, đây cái này của Sapan này ạ. Thì cái bộ này em bán là 260k, K64 260. Em qua K65 là cây dũa kim cương ạ. Cây dũa này thì các anh các chú mình để trong nhà bếp cho các chị mình dũa dao, dũa kéo ạ. Chiều dài của cây dũa này đây là được 27 ạ. Và cái phần dũa là nó dài là được hơn 15. Đây nó có chữ Japan trên đây. Thì K65 này em bán 150. Em qua K66 là đá mài. Đá mài của Okuma Japan ạ. À, cái phần màu đỏ này đây là được 3.000, còn màu trắng là 8.000 rip ạ. Độ mịn của nó cũng rất cao ạ. Thì chiều dài của cái viên đá này đây là được 18. Độ dày của nó ở đây là được 2.4 và bản ngang qua là được 6. Thì em bán K66 này 140 ạ. Em qua K67. K67 là cái viên đá mài của Naniwa, có cái logo con tôm. Thì cái viên này là viên đá mài thô ạ. À, này độ mịn nó là 1.000 rip ạ. À, nó cái đế nhựa nữa, để các anh các chú mình về mình dùng luôn, mình khỏi cần chim thêm gỗ ạ. À, đây có 4 nút cao su ở đây nữa ạ. À, thì chiều dài của đá này đây là được 17 năm, chiều cao của nó là được 1.6 ạ. À, và bản ngang qua, độ dày là 1.6, bản ngang qua là được 5.4. Thì cái viên đá mài này em bán là 320k của Naniwa. K67 là 320. K68 là cái hộp vuông. Ở đây thì nó có đầy đủ để các anh các chú mình thay ạ. Thì cái hộp này em bán là 120k ạ. K68. Em qua K69 là cái bộ vít của Vetsel của Japan. Này, cái bộ này thì ở đây thì nó có là đầu dấu trừ đây, to vừa bé, mũi để nại đây, rồi mũi nhọn, rồi mũi bốn cạnh nhỏ vừa bé, và cái đầu để các anh các chú mình nói vào đây. Thì cái này em bán là 200k, K69. Em qua K70. K70 là cây dũa, cây dũa sắt này. Hình thức là còn mới ạ. Chưa qua sử dụng. Thì đây nó có cái logo đây, cái hiệu của nó là Subosan Made Japan ạ. Thì chiều dài cái phần dũa ở đây là được 30.5 ạ. K70 này là em bán 100k. Em qua K71. K71 là cũng dũa sắt mà loại nhỏ ạ. Đây. Đây, dũa, cây dũa đây nhỏ, nó đủ loại hết đây ạ. À, có cây dũa lá nữa đây. Thì cái này em bán 150 ạ. K71 150. K71 là 150k. Em qua K72 là cái cây mà để mình lắp vào máy bắn vít ạ. À, để mình nói dài ra thêm. Để các anh các chú mình chỉnh ở trong những cái ngóc ngách ạ. À,
kiểu dáng nó như vậy. Thì như em đo nó dài tổng thể luôn là được 37 ạ. Nó có cái đầu để các anh cái chú mình thay ra, thay vào cái đầu khác. Thì em bán K72 này là 100k. Em qua K73 là cái bơm xe 3 bít tông ạ. Cái bơm này đây, cái chốt nó có cái chốt đây đẩy lên nè đó. Của Japan này ạ, nó có 3 bít tông. Cái hơi của nó này rất là mạnh luôn. Nó có cái đồng hồ ở đây nữa. Có cái được đẩy lại. Cái này thì nó cũng có cho mình là dòi bơm xe máy, xe đạp và dòi bơm bóng bơi, phao bơi cho các bé. Có mấy cái miếng cao su để cho nó êm, không có bị trầy gạch của mình. Thì em đo cái chiều ngang qua đây là được 17. Chiều dài của nó đây là được khoảng là 28 ạ. Thì K73 này em bán là 350k. Em qua K74 ạ. K74 là bắn silicon. Đây. Tem mát của nó đây. Đó, bóp cái kéo ra kéo vào đây ạ. Hoạt động ok ạ. Hình thức thì cái phần phía bên ngoài nó chỉ bị cái bong tróc với lớp sơn nhẹ thôi ạ. Đó. Thì mã K74 này em bán là 180. Em qua K75 là cái đe ạ. Cái đe to. Rất là to luôn, nó nặng là 2,8 kg ạ. Chiều dài của nó ở đây là được 23. Cái bảng ngang qua đây là được 5,5 và chiều cao của nó là được 8,6 ạ. Hình thức của nó thì người trước họ có sử dụng rồi nên nó có bị xây xát như vậy ạ. Các anh mà sử dụng cần sử dụng cái đe to thì cái này cũng ok lắm ạ. Này đó, hình thức của nó đây. Thì cái đe K75 này em bán là 850 ạ. Em qua K76 là cái thùng đồ nghề ạ. Cái thùng đồ nghề này là nó nặng 4,4 kg. Phía bên trong của bên ngoài của nó thì ở cái góc này là nó có bị móp nhẹ ở cái đây, nó có bị móp ở đây. Đây, phía bên trong của nó còn rất là mới luôn đây ạ. Nó còn rất là mới. Thì khi mà em mở cái ngăn trên rồi thì em mới mở được cái ngăn dưới ạ. Đây, mấy ngăn dưới nó có hai ngăn đây. Rất là rộng rãi luôn để mình để đồ nghề ạ. Góc này. Chiều cao của nó là được 23. Chiều ngang qua là được 35. Chiều dài là được 35 và chiều ngang qua là được
2022 ạ. Thì cái thùng đầu nghề K76 này em bán là 780 ạ. Em qua K77 là cái thùng đầu nghề Twin Box ạ. Đây. Cái thùng đầu nghề này thì ở trên đây có họ viết cái tên của cái người mà sử dụng cái thùng này. Họ đi làm, họ viết cái tên họ lên. Đó. Nó có hai chốt. Phía bên trong đây. Đó. Phía bên trong thì nó chỉ bị bong tróc nhẹ thôi ạ. Này, không có ảnh hưởng gì. Cũng rất là mới. Thì em đo cái chiều dài qua là được 42. Chiều ngang là được 14 và chiều cao là được 10 ạ. K77 này em bán là 320k. Giờ em qua K78. K78 là cái búa của Đức ạ. Cái búa này là của Elora. Còn mới luôn ạ. Này. Đầu gò, đầu đóng này ạ. Nó còn rất là mới. Thì cái búa này là nó nặng 500g ạ. Thì chiều dài của nó ở đây là được 31 năm. Chiều ngang qua là được 11 năm. Và phần đầu đóng ở đây là được... đầu đóng ở đây là được 2,5 ạ. Thì K78 này em bán là 400k. Em qua K79 là một cái con dao. Con dao này các anh các chú mình gọt dưa hấu ạ. Đây, của Akatsuki Made in Japan ạ. Thép không dỉ. Đây, tay cầm bằng gỗ. Phần lưỡi dao đây không có mẻ dập. Thì em đo cái phần lưỡi sử dụng ở đây là được 20,2 và bản ngang qua đây là được 2,6. Dao này thì cái độ dày của nó đây là được khoảng 2 ly ạ. Thì K79 này em bán là 100k. Em qua K80 là một con dao Santo Japan. Dao này thì nó đúc nguyên khối ạ. Dao này thì mình gọt trái cây, mình thái lát thịt ạ. Em đo cái phần lưỡi của nó là được 17,2. Bản ngang qua là được gần 5 ạ. Dao thái này thì cái độ dày của nó đây là được 2,1. Con dao này thì em bán 140 ạ. K80 140. Em qua K81 là con dao của Samura Made in Japan ạ. Thép không dỉ. Thì nó rất là bén luôn. Cái phần lưỡi của nó là dài được 20,5. Bản ngang qua là được 5,3. Và độ dày của nó ở đây là được 2,2 ly. K81 là em bán 300k ạ. Em qua K82 là một cái con dao chặt ạ, dao chặt hai mặt. Đây. Chữ đây, chữ nó khắc rất là đẹp luôn. Đây. Tay cầm bằng gỗ. Tay cầm gỗ. Cái phần lưỡi dao ở đây đo qua là được 16 ạ. Cái phần lưỡi là 16, bản ngang qua là 6,8. Và độ dày của con dao này đây là được 6 ly. Chặt hai mặt ạ. K82 này để em bán 900k. Em qua K83 là một con dao chopper ạ. Ba lớp thép và thép là thép không dỉ ạ. Đây. Đó, cái đường vân nó đây. Đường vân nó tách lớp đây. Đó.
và phía trên cái sống lưng đây nó có tách lớp ra đây à, đó ba lớp thép à, đây cái đường sống lưng nó đây, dao rất là đẹp luôn. Dao này các anh các chú mình à, chặt là thoải mái ạ. Dao chặt dao phát luôn ạ. À, tay cầm bằng gỗ có ba chốt. Cái phần cái này là họ cũng rèn thủ công ạ. Thì cái phần lưỡi ở đây là được 26-2. Và bảng ngang ở đây, bảng ngang ở đây là được 4,2. Và độ dày ở đây là được 4,3 ly. Đây à, nó có cái đường vân tách lớp ở đây đây. Thì con dao K83 này em bán là 2.200.000. Em qua K84 là một cái phần cái lưỡi dao ạ. Nè đây các anh các chú về mình đóng thêm cái phần cán hoặc là mình quấn dây ạ. Đây chữ, đây chữ nó còn ở trên cái phần lưỡi đây nè, bên đây cũng còn đây ạ, nó còn những cái nét chữ đây và cái vân của nó là vân Damascus ạ, nhiều lớp thép ạ. Đây nó có cái vân, vân ở trên đây, vân nó đây cái vân này ạ, vân à, những cái vân Damascus của nó ở trên đây gần sống lưng đây ạ. Cái dao này thì chiều dài tổng thể của nó ở đây là được 46,8 ạ. Và cái phần lưỡi, phần lưỡi ở đây là được phần lưỡi ở đây là được 28,5 và bảng ngang ở đây qua là được 4,1 ạ. Và độ dày mà em đo sát ở đây là được 8,2 và nó mỏng dần về phía mũi ạ. Con dao này mà các anh các chú về mình làm cái phần tay cầm hoặc là mình quấn dây thì mình dao này chặt họ cũng phát là rất là ok ạ, à, cũng giống như cái con dao K83 ạ. À. K84 này em bán là 1.800.000. Đây chữ của nó đây. Bên đây cũng còn chữ đây ạ. À. Em qua K85. K85 là một cái con dao chĩa tre ạ. À. Đây cái phần vỏ của nó. Ngoài sau đây là nó có khắc chữ đây. Dao này thì em đo cái phần lưỡi của nó ở đây là được 17,6 và bảng ngang qua là được 2,7 và độ dày ở đây là được 4,5 Dao này thì tổng thể luôn là được khoảng là 32 năm. K85 này em bán là 500.000. Em qua K86 ạ. K86 là một cái con dao thái của Takayuki ạ. Đây Takayuki made in Japan ạ. Đây, cái phần lưỡi dao là không có mẻ dập ạ. Và cái phần tay cầm đây, tay cầm này là bằng nhựa ạ, có 3 chốt. Dao này thì cái phần lưỡi của nó thì đây nó cũng có bị trầy xước à. Đây nó có bị trầy xước trên phần lưỡi. Nhưng mà thép của nó là thép không dỉ à. Đây nó có để chữ đè à. Molydenum tail. Cái phần lưỡi ở đây nó dài là được 20,3 và bảng ngang qua là được 4,2. Dao này thì cái độ dày của nó là được 2,2 ly.
K86 này em bán là 280k. Em qua K87 là một cái con dao vân búa, vân Damascus luôn ạ. Này. Tay cầm là bằng gỗ ạ, rất là đẹp. Chiều dài tổng thể của con dao này đây là được 31.2. Và phần lưỡi của nó ở đây là được 18. Và bản ngang qua là được 4.3. Và độ dày của con dao này đây là được 2.1 ly. Thì K87 này em bán là 800k. Em qua K88 là cưa ạ. Cưa này ở đây thì nó có hai lưỡi. Đây, phần tay cầm là bằng gỗ mà còn thêm mát luôn. Chữ đây, chữ nó khắc ở trên đây. Cưa này thì về các anh các chú mình lắp vào. Đây, cái phần lưỡi này thì em đo là được 20. Lưỡi cưa còn rất là mới luôn ạ. Đây, còn rất là sắc, còn rất là nhọn. Và cái phần lưỡi này đây thì đây, nó dài là 24 ạ. Một cái là 20cm, một cái là 24cm đó. Các anh các chú mình thay đổi để mình dùng ạ. K88 này em bán 180 ạ. Em qua K89 là kéo cắt cành. Đây. Có cái hình con cá sấu đây, ARS ạ. Cái kéo này thì phía bên đây nó bị mất một con ốc rồi ạ. Đây, lò xo con. Đây. Và lưỡi của nó đây, cái phần lưỡi của nó không có mẻ, không có mẻ dập ạ. Thì chiều dài của cây này đây là được 18 ạ. Thì K89 này em bán là 180k. Em qua K90 ạ. Đây. Cũng kéo cắt cành. Lò xo chữ V ạ. Trên đây cũng có chữ đây. Đó. Phần lưỡi kéo là không có mẻ dập ạ. Đây, bên này ốc đầy đủ hết. Chiều dài của nó đây là được 19 năm. K90 này thì em bán 180. Em qua K91. K91 này đúc nguyên khối ạ, lò xo chữ V luôn ạ. Phần lưỡi đây không có mẻ dập ạ. Đây. Chiều dài của kéo này đây là được 19 năm. K91 này em bán 180 luôn ạ. Em qua K92. K92 kéo này đây, lò xo chữ V, lưỡi là không có mẻ dập gì hết. Đây, made in Japan. Thì chiều dài của nó ở đây là được chiều dài ở đây là được 20 ạ. Thì kéo này em cũng bán 180 ạ. K92 180. Em qua K93 là kéo cái phần tay cầm đây, nó bọc cao su, lò xo chữ V ạ. Đây, lò xo chữ V. Và trên cái phần lưỡi đây nó có khắc chữ ở trên đây. Lưỡi đây không có mẻ dập gì hết ạ. Và con ốc ngoài sau này đây là bằng đồng. Thì chiều dài cây kéo này đây là được 20.5 ạ. Đây, nó có cái hộp luôn. Chiều dài là 20 ạ. Đây, trên hộp nó có ghi đây. 20cm. Thì K93 này em bán là 540 ạ. Em qua K94 ạ. Là một cái đồ xúc đất. Cái đồ xúc đất này đây
Nó có cái hình bên đây. Đó, nó có cái hình nó có chữ nhật bên đây và nó có cái hình bên đây à, hình cái con gì đây em nhìn. Mà nó có số ở đây, số là từ 25, 50, 75, 100 ạ. Tay cầm bằng gỗ. Tay mát của nó còn luôn đây. Chiều dài của nó đây là được 30 ạ. Phần lưỡi ở đây thì được là 18. Này, nó có cái túi bao lại, bọc lại như vậy. Thì K94 này em bán là 300k. Em qua K95 là cái con dao ghép cành ạ. Dao ghép cành này nó rất là to luôn. Chữ nó khắc ở trên đây, to mà dài nữa ạ. Chiều dài của nó ở đây là được 20. Và cái phần lưỡi ở đây là được 8 ạ, 8 cm. Thì K95 này em bán là 200k. Em qua K96 là cái bộ đục ạ. Cái bộ đục này đây thì ở đây là nó có là đục dẫm, đục bằng, đục xéo, đục dẫm loại nhỏ và cái mũi nhọn ạ, mũi nhọn. Đây, nó có đủ size. Thì cái bộ này em đo đây là được chiều dài là được khoảng 14 ạ. Thì cái bộ 5 cây này em bán là 150k. K96 150. Em qua K97 là cái đục này còn mới luôn ạ. À, đây còn mới, đây cái lưỡi của nó đây. Em đo cái phần mà sử dụng đây qua là được 2.4 ạ. Chiều dài của nó ở đây là được 22. Còn mới luôn. Thì cái mã 97 này em bán là 80k. Em qua cạp 98 là cái đục này cũng còn mới luôn đây ạ. À, đây. Đó, còn mới luôn. Chữ khắc ở trên đây. Phần lưỡi đây. Nó cũng có cái túi như vậy luôn đây. Đó. Japan, made in Japan. Thì chiều dài của cây này đây là được 29. Và cái bảng nó qua đây, bảng sử dụng qua đây là được 3 ạ. À. To, rất là to. Thì cái cây to này em bán là 150 ạ. K98 này em bán là 150k. Em qua K99 là cây bào ạ. Đây, cây bào có cái hình ông thợ làm dao đây. Đó. Cái phần lưỡi bào đây. Bào này cầm nó cũng rất là nặng tay ạ. Cái bào này thì em đo cái phần bảng sử dụng qua đây là 4.8. Cái phần chiều ngang của cái bào qua là được 7.3. Chiều dài ở đây là được 26. Và bào này thì nó dày là được 3.5. Thì K99 này em bán 180. Em qua K100 cũng là cái bào của Nhật. Đây. Thì cái lưỡi bào mà ở đây mình sử dụng là 5.2. Chiều dài của bào là được 26. Độ dày là được 3. Và chiều ngang qua là 7 ạ. K100 em cũng bán 180 ạ. Và em có một cái bào kiểu lưỡi xéo ạ,
101. Đây, cái bào này thì ở đây là trên đây, cái miếng chìm của nó đây, miếng chìm của nó là trên đây cũng có chữ và họ cũng khắc thủ công đây. Họ khắc cái miếng chìm và cái phần lưỡi đây, phần lưỡi mặt này đây cũng rất là nhiều chữ đây. Và phía sau đây cũng có chữ luôn đây ạ. Đó. Rất là tinh xảo và họ khắc rất là đẹp. Và đặc biệt cái lưỡi bào này là kiểu lưỡi xéo ạ. Đó. Lưỡi xéo. Cái bào này thì cái phần lưỡi, cái phần lưỡi mà để các anh, các chú mình dùng ở đây là 6.5 ạ. Cái bào này thì bên đó là họ bán là 13.500 yên ạ. Thì ở đây em bán 300k, K101 300k. Em qua K102 là một cái con gấu ạ. Một con gấu, gấu gặm cá hồi của Nhật, gỗ của Nhật ạ. Thì ở trên đây là họ có khắc chữ trên đây, trên cái chân của nó đây ạ. Gấu này thì cái chiều ngang nó qua thì khoảng là 29 và chiều cao của nó thì được tầm khoảng là 19 ạ. Gấu này để em cân nặng nó là được 1,8 kg ạ. Gấu ngậm cá hồi K102 này là em bán 650k. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của em ạ.